Rồi. Local community. Bài đầu tiên, cái nào là âm A, E, cái nào âm A, cái nào âm E. Xếp cái đám đó vào ba cột cho cô. Ừ, làm đi rồi sửa một lượt. Active, corrupt. Active, corrupt, helper. Electrician. Electrician. Yeah, electrician. 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 Cô đọc hết cho các bạn tự ghi vào. Especially, especially. Yeah. Especially. Especially. Especially, especially. Âm E luôn đấy. Especially. Rabbit. Garbage. 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 Step. Hand. Hand. Chữ âm E là dễ nhất đúng không nào? Hand. Hand là E-A nửa A nửa E. Bàn tay. Đôi bàn tay làm lên tất cả. Checkup. Chắc chắn là âm E rồi. Vừa nghe âm E rất là dễ nhá. Attraction. Attraction. Cái âm AE này khó nhất đúng không? Attraction. 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 EA đấy nha. Attraction. Attraction. Drop. Drop. Là EA nha. Rap. Drop. Drop. Rap. Ok, làm được không? Tôi cung cấp hết rồi. Back. Back. E-A rồi đấy. Back. Cái lưng phía sau. Back. Back. À, back. E-A. Heart. Trái tim nào. Trái tim nào. Heart. 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 À, dài mỏ ra. Âm A dài. Heart. Heart. Quả cà chua nào? Tomato. 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 Hoặc là tomato. Cái từ này nó có hai cách đọc. Tomato. Tomato. Âm A dài. Hoặc là tomato. Tomato. Cái âm này có hai cách đọc nha. Tomato. Program. Nào. Program. Program. Nha. EA nó đọc ngắn thôi, là âm EA gọi là A ngắn. Program. Ok, lại nhá. Artist là âm A dài. Rồi corrupt là A dài. Helper là âm E. Electrician là âm E. Especially là âm E. Garbage là âm A dài. Step là âm E. Hand là âm A ngắn. À, cô gọi là nửa A nửa E đi. Check up là âm E. Attraction nửa A nửa E. Rap nửa A nửa E. Back nửa A nửa E. Heart A dài. Tomato âm A dài. Program nửa A nửa E. Được chưa? Xong nhá. Rồi xuống bài dưới. Chọn từ phát âm khác. Collection. Helper. Contest. Everyone. Chọn câu nào? Collection. Helper. Contest. Everyone. Chọn câu nào? Câu D đúng rồi. Every thì các bạn đọc là âm ờ chứ không phải âm E. Cho nên các bạn chọn câu D cho tôi. Father, family, happen, matter. Rồi câu này hơi khó. Nửa A nửa E rồi âm A dài gì đấy. Matter nha. Matter là âm nửa A nửa E. Matter nửa A nửa E. Matter nửa A nửa E này. Rồi father là gì? Nói family, các bạn phân biệt hai từ đấy. Father là âm A dài. Father. Father âm A dài nhá. Father. Father. Còn family là âm A ngắn. Nửa A nửa E. Family. Nha. Family nè. Family. Family. Nó không phải là A dài. Nửa A nửa E. Family.
Rồi happen cũng là A-N-A-N-E luôn. Các bạn khoan câu A cho cô. Standard, nature, potato và factor. Rồi coi lại câu này. Mấy cái này hơi khó phân biệt một chút. Standard nha, standard. Đọc này. Standard. Standard là nửa A nửa E. Standard. Standard. Standard nửa A nửa E. Nature này. Nature nhá. Nature là tự nhiên. Rồi nature là âm A nhé các bạn. Nature. Nature âm A. Nó là âm A rồi, nó không phải A E gì nữa mà là âm A rồi. Nature. Potato hả? Factor, oh my god, potato chứ. Nào coi lại cái từ khoai tây nè. Potato, oh my god, potato. Âm A rồi, potato. Vậy là hai âm A rồi đấy. Potato, nature, potato giống nhau rồi. Còn nhân tố này, nhân tố này. Chết rồi, nhân tố là nửa A nửa E mà. Factor mà à, factor là nửa A nửa E rồi. Factor. Factor, nửa A nửa E. Ủa sao hai âm A, hai âm nửa A nửa E, hai âm A vậy? Cái đề kiểu gì vậy? Standard là chắc chắn nửa A nửa E. Nature, à đây là natural, quên sorry, natural chứ phải nature. Nhầm, natural. Nature ấy các bạn thì đọc là âm A, nhưng mà thêm chữ AL vô nó tính từ nó chuyển thành natural. Ok? Natural. Ok, nửa A nửa E nhá. Potato đúng rồi, các bạn sửa lại câu B ấy. Câu B là natural. Nãy cô nhầm, cô tưởng là nature rồi. Đúng rồi, nào chọn câu C cho cô. Câu C là potato, là ông A. Ba câu kia là A ngắn, nửa A nửa E. Laugh, naughty, daughter, talk. Ôi dồi ôi, câu này dễ nhá. Laugh là A dài. Naughty là âm O dài, doctor là âm O dài và talk là âm O dài. B, C, D là âm O. Còn câu A là âm A, vậy các bạn phân câu A. Rồi, tiếp theo. Ôi dồi ôi, dễ quá nhở. Dễ nhất là cái từ mà lá thư, bức thư, điện tử. Đọc là gì? Email là âm I rồi. Allison nè, special nè, network chắc chắn chọn câu B. Rồi, bài dưới các bạn sẽ giải ô chữ này cho cô. Cô chở Lâm đi học nhá. Về cô sửa.